Đồ gỗ Thành Nhuân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2018. Trong cái video clip này, Thành Nhuân xin trân trọng giới thiệu bộ nội thất phòng thờ gồm có một bàn thờ gia tiên tam cấp gỗ vụ đục tích là ngũ phúc kim tiền mai cải thọ và một mẫu bàn thờ Phật đục sen cò gia đình thủy tộc cũng là tam cấp. Cái bàn thờ gia tiên này có kích thước là 1m97, rộng 1m55 và cao 1m2. Cao 1m55 là cao từ mặt đất lên cấp cao nhất. Và cái bàn thờ Phật là cao 1m17 là cấp thấp nhất, và cấp cao nhất là cao 1m67 tam cấp đục hoa sen rất là đẳng cấp. Cái bàn thờ tam cấp đục hoa sen này toàn bộ đường nét đục chạm là hoàn toàn không bằng tay, kênh bóng vô cùng sắc nét. Thì bên cạnh này là một tấm gỗ liền khối và hoa sen ở bên cạnh giống như là sen thật. Thì mình quý vị xem mà Thành Nhuân đang giới thiệu hai chiếc cặp bàn thờ. Đây là bàn thờ hoa sen vô vụ đục mẫu tam cấp và Phật, và bên cạnh là bàn thờ gia tiên. Hai sản phẩm bàn thờ này của khách hàng của chị Dung ở thành phố Hải Dương. Bộ nội thất phòng thờ gồm có một bàn thờ gia tiên và một bàn thờ Phật. Nhưng cái bàn thờ Phật này đục chạm là vô cùng tinh xảo và kinh điển. Toàn bộ đường nét đục chạm là hoa sen rất là tinh xảo. Luôn các cái đơn đặt hàng mẫu bàn thờ Phật hoa sen này rất là nhiều, nhưng mà để làm nên một cái tác phẩm nghệ thuật đẹp kinh điển như này là rất là lâu, không phải lúc nào cũng có thể làm được. Nên là quý khách mà có thích cái mẫu đẹp như này thì đặt hàng và chờ đợi cũng tương đối thời gian rất là lâu. Đây là mẫu bàn thờ sen, bàn thờ Phật đục hoa sen gia đình thủy tộc vô cùng đẳng cấp và đỉnh cao. Và bên cạnh là mẫu bàn thờ ngũ phúc kim tiền mai cải thọ. Toàn bộ cái công nghệ hoàn thiện với ly trần cũng như là cái phần làm nguội của Thành Nhuân làm rất là kỹ. Khi hoàn thiện lên, khách có thể nhìn ngang nhìn dọc, tất cả cái đường nét nó luột chảy, không một tí mấp mô đâu cả. Thì các cái hoa hoàn thiện cũng làm rất kỹ, không như các thị trường. Riêng cái các mẫu hàng VIP của Thành Nhuân làm là không tiết công, làm bao giờ bằng đẹp thì thôi, không mời tiết công. Cái gỗ rất là dày, toàn bộ ván mặt này dày 2 phân động. Và cái mặt trên này một miếng gỗ niền dày 3 phân, rất là ác, và cái cổ dày 4 phân. Đục cuốn thư ở giữa, và phần trên là một chiếc ngai và bài vị cũng bằng gỗ vụn và bài vị bằng gỗ hương. Thì khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những bộ nội thất phòng thờ đẹp như thế này, liên hệ ngay với Đồ Gỗ Thành Nhuân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Đồ Gỗ Thành Nhuân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đây, chúng tôi đang hoàn thiện hai chiếc sập vụ thập điểu quần mai cho hai khách hàng, một khách hàng ở Thái Bình và một khách hàng ở Hà Nội. Đây là chiếc sập thập điểu quần mai siêu đẳng cấp, siêu VIP của khách hàng Thái Bình, và bên kia là cái sập của khách ở Hà Nội. Chúng tôi đang cho hoàn thiện làm vôi. Ở phía trong kia là chúng tôi đang hoàn thiện bộ bàn ghế gỗ mun hoa cột 13 cho chị Dung ở Hải Dương cùng với bộ sập thờ này luôn. Ngày mai Thành Nhuân sẽ bàn giao hai chiếc sập thờ này và ba chiếc giường và một bộ bàn ghế ăn trước. Bộ bàn ghế phòng khách gỗ mun hoa này sẽ bàn giao sau. Bộ mun hoa gồm có 10 món của chị Dung ở thành phố Hải Dương cột 13. Đây là hai siêu phẩm, siêu tác phẩm nghệ thuật, không đơn giản chỉ là một bàn thờ mà là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng kinh điển để đời muôn đời sau, rất là giá trị. Sập thờ ngũ phúc kim tiền mai cải thọ, và bên cạnh như là sập thờ sen cò gia đình thủy tộc để thờ Phật, ở bên trên là một cái tam cấp đục một cái lẵng hoa sen rất là đẹp, một cái giải bông hoa sen rất đẹp. Hai cái bộ phòng nội thất phòng thờ này nó siêu kinh điển, rất là đẹp, một trong những cái tác phẩm để đời thiên nhiên vạn đại không mờ hỏng. Tất cả các mặt hàng sản phẩm Đồ Gỗ Thành Nhuân bản giao ra thị trường đều được bảo hành trọn đời, không bao giờ hỏng. Trên này chúng tôi đang chuyển thị trường ra hai bộ trường kỷ Huế Ngũ Lân cho khách hàng ở Hà Nội và khách hàng ở miền Tây để hoàn thiện. Video clip quý vị đang xem này, Thành Nhuân quay trực tiếp tại cơ sở 1 nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Đây là hai chiếc bàn thờ, một chiếc bàn thờ gia tiên là ngũ phúc kim tiền mai cải thọ, dạ dày 8 phân, chân vuông 24 và đục tam cấp rất là đẳng cấp. Và bên cạnh như là bàn thờ Phật
chân 16 đục sen cò gia đình thủy tộc, toàn bộ đường nét đục chạm là toàn bộ đục bằng tay. Một trong hai siêu phẩm này không đơn giản chỉ là bàn thờ và còn là một tác phẩm nghệ thuật để đời. Đường nét đục chạm thì vô cùng tinh xảo, quay mãi quay nhiều cũng thế thôi, nhưng chúng tôi rất muốn quay nhiều nữa để cho khách hàng xem, nhưng thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Các cái đường nét đục chạm của cái sập thờ Ngũ Phúc Kim Tiền này là vô cùng đỉnh cao. Những khách hàng mà thích cái mẫu sập thờ giống như này nên lại ngay với Thành Luân để đặt hàng, bên cạnh cũng rất là đẹp, tại vì diện tích kê nó không được rộng, bên cạnh nhà tôi chỉ quay qua nhà thôi. Toàn bộ dạ ngang dạ tiền đều dày 8 phân và cổ này là dày 4 phân, rất là dày. Toàn bộ là đục tay, ván mặt dày 2 phân, khuôn tranh là dày 5 phân. Tất cả cái hàng của Thành Luân hoàn thiện là các cái phần làm nguội nó rất là kỹ, khi hoàn thiện lên không có một tí gợn nào cả. Thì khách hết sức lưu ý, những cái hàng thị trường mà có làm khi hoàn thiện lên cũng không thể kỹ luật trẻ như hàng của Thành Luân chúng tôi đã từng sản xuất đây. Các cái đường nét đục chạm hết sức là kỹ, không hề tiếc công và không hề tiếc gỗ. Nên là lên được cái sản phẩm nó tuyệt đỉnh như này, để cho những khách hàng xứng đáng nhận được cái sản phẩm nó đẹp. Thành Luân xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại khách trong video clip sau.